Sau hơn một tuần không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, Hà Nội đã có văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0 giờ ngày 22 tháng 6. Là một trong những địa phương có nhiều ca bệnh trong đợt dịch COVID-19 lần này, tuy nhiên thành phố đã chủ động khống chế được 16 chùm ca bệnh, kiểm soát và gỡ bỏ 97 trong tổng số 106 điểm phong tỏa. Quyết định nới lỏng của Hà Nội là thận trọng trên cơ sở thực tế, nhưng tuyệt đối không được nơi lỏng. Nhờ thực hiện phương châm 3 trước, 4 tại chỗ, phong tỏa điểm nhỏ, khóa chặt nguồn lây, cách ly ba lớp, Hà Nội đã có thể nới lỏng nhưng áp dụng từng bước, dịch vụ nào thiết yếu an toàn mở trước, vừa làm vừa đánh giá để mở thêm các dịch vụ khác. Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã nỗ lực thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để đảm bảo đủ nguồn lực cho phòng chống dịch, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội bước đầu kiểm soát được dịch, tuy nhiên tình hình dịch trên cả nước và các tỉnh xung quanh vẫn rất phức tạp. Hà Nội lại là trung tâm giao lưu trao đổi nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 còn rất cao. Phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan.